Và bây giờ Gia Gia đang có mặt ở nhà và Gia Gia sẽ chia sẻ cho các bạn biết là phương pháp giảm cân detox của Gia Gia như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta cùng vô tủ lạnh đi. Đây, quá trời nước uống. Đây là chai nước uống detox cần tây táo xanh mà Gia Gia thường hay uống để giảm cân. Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và chia sẻ cho các bạn biết là trong đây nó có cái gì nhé. Thì sau khi một tuần Gia Gia sử dụng Pressigon xong thì Gia Gia giảm được 3kg. Sau khi mà giảm được 3kg thì Gia Gia còn có một làn da rất là tươi trẻ nữa. Như bạn hỏi là chị Gia Gia ơi, làm sao chị giữ được vóc dáng của mình xinh đẹp như vậy, cũng như là chị trẻ lâu quá vậy. Đây là một kinh nghiệm của Gia Gia muốn chia sẻ cho tất cả các bạn và hy vọng là các bạn cũng sẽ xinh đẹp và trẻ lâu như Gia Gia nhé. Nói đến cần tây thì các bạn cũng biết được là công dụng của nó như thế nào. Tất cả các người đẹp trên thế giới ai cũng đã sử dụng cần tây để có thể giảm cân và cũng như là làm đẹp da, đẹp dáng của mình. Nói đến cần tây thì Gia Gia rất là thích cần tây. Đặc biệt là cần tây có thể giúp cho Gia Gia có da đẹp nè, rồi giảm cân được, rồi cũng như là giảm mỡ trong máu. Đặc biệt là Gia Gia rất là thích cái chế độ mà giảm cân detox của cần tây. Tại vì á, nhiều khi Gia Gia đi làm cũng như là đi quay phim nè, rồi đi tập nè, không có thời gian để mình có thể ép ra được một cái chai nước mà nguyên chất như vậy. Thì đối với cái việc mà mình mua cái chai cần tây như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Và cũng như là mỗi sáng thì Gia Gia thường thường hay cầm một chai như vậy. Sau đó là mình sẽ không cần phải ăn gì hết, mình uống một chai như vậy xong rồi mình đi tập, mình đi làm, rất là tạo rất là nhiều năng lượng cho Gia Gia. Để cơ Gia Gia có thể là nguyên một ngày có thể là mình sẽ không ăn gì hết. Bây giờ thì Gia Gia sẽ thử chai đầu tiên của ngày đầu tiên nha. Đó là chai cần tây. Mình sẽ thấy được là trên cái chai đầu tiên nó sẽ đánh số 1. Và mình sẽ đọc ở phía sau thì các bạn sẽ thấy được cái các cái chất ở trong cái chai này. Và cũng như là cái chai này khi mà mình lắc lên không thì các bạn sẽ thấy được nó rất là nhiều chất xơ bên trong. Cho nên là cái những cái bạn nào đã từng uống nước ép rồi, trái cây rồi, thì các bạn biết được là khi mà chúng ta ép ra thì nó chỉ ra cái phần nước thôi, còn chất xơ của chúng ta sẽ bị mất đi. Còn đối với chai Fresh Sài Gòn này, chúng ta sẽ có được cái vừa dưỡng chất và cũng như là chất xơ của mình nó sẽ nằm ở trong chai này luôn. Thì bây giờ thì Gia Gia sẽ thử cái chai cần tây này nó có vị gì cho các bạn nha. Thiệt ra là cần tây là một cái mà một cái thực phẩm mà Gia Gia ăn hàng ngày rồi. Chính vì vậy khi mà nghe cái mùi của cần tây thì Gia Gia rất là dễ uống và cũng như là dễ ăn. Còn đối với những bạn nào mà sợ cần tây á thì đừng có lo nha, bởi vì Fresh Sài Gòn nó đã chế biến mix một chút xíu trong đó là táo xanh, cho nên là cái vị của nó rất là thơm và cũng như là rất là dễ uống. Bây giờ mình sẽ uống cho các bạn coi. Nắp chai rất là cứng. Vị cần tây rất là thơm. Đặc biệt là không biết sao cái vị của Gia Gia khi mà Gia Gia uống cái chai này vô, Gia Gia có cảm giác nó hình như có một chút me ở trong đây. Cái vị rất là thơm, giống như là mình đang uống nước me vậy đó. Rất là thơm, đặc biệt là rất là fresh và cũng như là trong đây nó cung cấp được cái lượng chất đường mà nó nguyên chất từ trái cây nữa, cung cấp đủ năng lượng một ngày. Và cũng như là khi mà bạn uống cái này xong á, đảm bảo là cảm giác của bạn sẽ rất là đã khác nè. Đặc biệt là sau khi mà cái mình đi tập về nữa, mình uống cái ly này, cái chai này nữa là mình không cần phải ăn uống gì luôn á, rất là đã. Không ngờ là cái vị của nó rất giống như là nước me luôn. Hôm nay thì sẽ thử cái hỗn hợp gừng cho các bạn biết cái vị của nó sẽ như thế nào nha. Rất là thơm mùi ổi. Và cái mùi gừng là cái mùi mà Gia Gia sợ nhất. Cái mùi gừng là cái mùi mà Gia Gia rất là sợ luôn. Nhưng mà khi mà uống vào chai này thì mình thấy cái mùi gừng nó chỉ thoáng qua thôi. Cái vị ổi nó át luôn cả cái mùi gừng rồi. Thì khi mà uống cái chai này vô, mình cảm giác làm cái bao tử của mình nó nóng. Nó nóng lên. Thì khi mà bạn nào mà hay đi tập thì Gia Gia nghĩ là các bạn nên uống cái chai này trước khi mà đi tập. Thì cái chai này nó sẽ làm cho cái cơ thể của mình nóng lên
và có thể đốt được những cái lượng mỡ của mình khi mà mình tập, tác động lên cơ thể của mình khi mà mình tập thể dục thể thao nữa thì nó rất là tốt. Bây giờ thì Gia Gia sẽ thử cái hỗn hợp ớt chuông cũng như táo xanh. Hình như là mình thấy là cái táo xanh nó là một cái vị mà có thể khử được rất là nhiều mùi. Cho nên là ở trong đây mình thấy luôn luôn kết hợp với táo xanh. Và mình nhớ là táo xanh luôn luôn là một cái thực phẩm mà giúp cho mọi người giảm cân tốt nhất. Chính vì vậy mình sẽ thử cái chai này coi thử coi. Ớt chuông. Nghe cái mùi muốn sảng luôn. Thiệt ra là Gia Gia thường á, hay các bạn nào mà coi cái Instagram của Gia Gia rồi thì các bạn cũng thấy được là Gia Gia hay ép cái hỗn hợp ớt chuông này uống trước đây rồi. Mà bây giờ thì quá tiện lợi, có ngay một chai mà không cần phải mất công đi ra ngoài siêu thị lựa những cái ớt chuông tốt nhất, mang về rửa, cắt ra, ép. Và nó cũng không có được như vậy đâu, một lần ép của Gia Gia chắc cũng được không tới chai này nữa. Tại vì một chai của nó ép ra rất là ít nước. Chính vì vậy là một chai này quá tiện lợi để cho mình khỏi mất thời gian, và cũng như là tiết kiệm được rất là nhiều thứ nữa. Bây giờ mình sẽ uống thử ha. Thật ra là không biết nói sao ta, cái vị nó rất là thanh và cũng như là nó có trộn lẫn với táo xanh nữa, rất là dễ uống. Cái bạn nào mà không quen uống ớt chuông thì đến với sản phẩm này chúng ta sẽ dễ dàng uống, nhưng mà không biết nói sao nữa, cái này thực sự là nó khó uống hơn những cái vị trước, vị gừng và vị cần tây thì rất là dễ uống. Mỗi người sẽ có một cái vị nó bị chổi hơn, thì đối với ớt chuông thì Gia Gia cảm thấy nó hơi làm cho Gia Gia bị nóng cái dạ dày của mình. Cái này là một cái chai rất là chất lượng mà cũng như là rất là cứng nè, Gia Gia bóp rất là cứng. Đặc biệt là giá thành của một chai này thì là 60.000 một chai, nếu mà các bạn không mua chọn gói thì nó sẽ tầm khoảng 60 mấy ngàn đến 70. Nhưng mà nếu mà các bạn mua chọn gói nguyên một cái combo của nó để detox luôn thì khoảng tầm 60.000 một chai. Quá là tiện lợi và cũng như là quá là tiết kiệm, cũng như là tiết kiệm về thời gian nè, tiết kiệm về tiền bạc nè, cũng như là mình thấy xứng đáng luôn. 60.000 món chai này quá rẻ, mình thấy là vậy. Nãy giờ Gia Gia đã chia sẻ cho các bạn gái cũng như là các bạn nào, bạn nam nào đang muốn có một liệu trình detox và giảm cân một cách hiệu quả nhất thì các bạn hãy coi video này và cũng như là hãy thực hiện nó giống như Gia Gia, bởi vì đây là một công thức mà chúng ta có thể giảm cân và cũng như là làm cho da của chúng ta càng ngày càng tươi trẻ hơn, giữ được cho cái tuổi thanh xuân của chúng ta càng ngày càng lâu hơn nữa. Thì các bạn nào cũng thấy nói, ôi chị Gia Gia ơi, sao chị có một cái vóc dáng thật là đẹp và cũng như là chị trẻ lâu quá vậy. Đây là công thức của Gia Gia và hy vọng các bạn sẽ tin tưởng và cũng như là sử dụng nó trong cái liệu trình sắp tới của mình nhé.